Vâng, xe được trang bị một cái vô lăng khá đẹp, 7 chỗ ngồi, thương hiệu đến từ nhà xe Kia, trang bị hệ thống điều hòa tự động, màn hình âm thanh giải trí, cộng với lại cam lùi, cam hành trình, cộng với cửa sổ chơi. Vâng, một số những cái tiện dụng, một số những cái mà option đã được bố trí trên một chiếc xe 7 chỗ như thế này. Một chiếc xe 7 chỗ cũng khá là rộng rãi, khá đẹp cho mọi người. Vậy quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em nào có nhu cầu về chiếc xe 7 chỗ này thì hãy liên hệ ngay cho tôi đang có tuổi Hải Phòng qua số điện thoại 081-666-2386 hoặc 0971-255-863. Vâng, 14A-09198 là biển số của chiếc xe Kia Carzen sản xuất năm 2010. Số sàn máy của nó là 2.0 bản đủ biển Quảng Ninh màu vàng cát đời 2010. Xe thì rất đẹp cho mọi người, 7 chỗ rất rộng rãi và rất ok. Trang bị túi khí ABS, cửa sổ trời, điều hòa tự động và đăng kiểm rất dài. Trang bị 4 quả bánh đa năng đúc, trông rất là khỏe xe. Hệ thống gương kính chỉnh điện và đăng kiểm dài đến năm 2023. Vậy thì quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em nào đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một chiếc xe 7 chỗ thương hiệu đến từ Kia như thế này thì hãy liên hệ ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 081-666-2386 hoặc 0971-255-863. Địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và với cái giá bán hơn 200 triệu đồng một chút thì các bạn đã sở hữu được một chiếc Carzen 7 chỗ ngồi cực kỳ đẹp, với cái form dáng rất là trẻ trung, năng động, với cái form dáng rất ok như thế này thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe như này. Cảm ơn tất cả mọi người, quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em từ trước đến nay đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em trong suốt quá trình bán xe, cũng như là từ nay về sau thì rất mong quý vị anh chị các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Xe được trang bị 5 quả bánh, 4 quả bánh la đăng đúc này, la đăng đúc 5 chấu nhá, rất đẹp. Tất cả khu lốp, khu nước của chiếc xe là không vấn đề gì mùng mọt. Hải Phòng thì ngày hôm nay sáng giờ là mưa rất to. Xe thì em vừa mới để bên ngoài nên nó hơi có độ ướt. Vừa mới tạnh được ướt ngớt một tí thì em quay lên cho mọi người. Hệ thống đèn pha của chiếc xe thì cũng khá là ok, đèn gầm rất đẹp, 9198 là biển số của chiếc xe này. Vậy thì bà con, cô bác, anh chị em có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo ngay cho tôi đang ở Hải Phòng với giá là 235 triệu đồng, đăng kiểm tháng 4 năm 2023. Vâng, một chiếc xe khá ok cho mọi người nhé, rất xịn sò. Trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe rất đẹp, đúng không ạ? Tay lắm mở cửa mạ chrome rất sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Tất cả lốp của nó thì cũng khá là tươi mới và dày dặn, và tầm khoảng 70% giá trị lốp. Và cua lốp của chiếc xe thì không có vấn đề gì phục bọt. Vâng, đây là phần đèn của chiếc xe này. Đèn hậu của chiếc xe thì cũng rất là mảnh mai nhưng mà rất là sang trọng, bố trí một cách rất ok, thiết kế một cách rất phù phẩm tới chiếc xe này, có đường gãy khúc đàng hoàng anh em nhé, rất ok cho mọi người. 7 chỗ, số sàn 2.0 bản đủ máy xăng thanh niên phía sau anh em nhé. Với cái giá chỉ có 235 triệu đồng thôi thì cái nhà bà con, cô bác, anh chị em đã sở hữu được chiếc xe như này là quá hợp lý, quá ok cho mọi người. Miễn bàn miễn chê về chất lượng của chiếc xe này. Tất nhiên thì qua thời gian sử dụng thì nó cũng không thể tránh được những cái va quẹt bên ngoài, xước sa tiển sơn, nhưng mà đó là những cái điều rất đơn giản của chiếc xe cũ. Nội thất chiếc xe được bọc áo ghế bằng da hai màu, đó, trần nỉ nguyên bản, có trang bị thêm phần cửa sổ trời và hệ thống volume được tích hợp trên vô lăng đầy đủ. Đấy, anh em nhé, volume tích hợp trên vô lăng đầy đủ luôn. Đấy, rất ok cho mọi người. Đấy, rất xịn sò tất cả này. Tay các phần táp ly của chiếc xe còn rất đẹp. Đây nó có trang bị hệ thống lưng hạ kính bằng điện này, khóa cửa này, khóa kính này, gương điện này và gương cụp xòe. Keo chỉ chiếc xe thì còn rất zin, rất đẹp. Đó, anh em thấy được, rất zin, rất đẹp. Với cái giá chỉ có 200 bao nhiêu ạ? 235 triệu đồng thôi thì quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em đã sở hữu ngay về chiếc xe này. Đó, đây là bước vào để vào cái hàng ghế thứ ba. Và hàng ghế thứ ba thì anh em như này, anh em có thể gấp xuống để ngồi. Gấp xuống để ngồi anh em nhé. Rất là ok cho mọi người. Dùng một tay thì nó không ấy được. Đây. Đó, đây là hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai này.
tất cả là rất ok cho mọi người. Tất cả con ốc bản lề bên trong này còn rất là xinh, không lỗi. Tất cả rất xịn sò và đẹp cho mọi người. Đeo chỉ đấy, rất ok. À, tất cả tắp ni bằng da. À, trần nỉ nguyên bản rất sạch sẽ và trang bị này. Cột kèo của nó là không có lỗi anh em nhé, không có lỗi luôn. Không có lỗi luôn anh em nhé. Đấy. Với cái giá tiền chỉ có 235 triệu đồng thôi thì quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em đã sở hữu được chiếc xe Kia Carzen. Đó. Đang bị dắt quá. Kia Carzen máy xăng 2.0. Đó, một chiếc xe khá ok cho mọi người. Anh em nhé. Đây, anh em có thể gập ghế vào, trèo lên trên đây. Anh em tạm thời em mở cái khóa này ra này cho các bạn. Nó bị dắt cái khóa ở đấy. Đây là phần khoang cốp chiếc xe, rất đẹp, đúng không? Rất rộng rãi cho mọi người. Tất cả đều rất là ok. Tất cả cái đường chỉ của nó rất là đẹp, sắc nét. Ở đây thì chúng ta đang có một tấm bạt trải. Nếu như anh em mà không cần thì anh em có thể chở 7 người thì đây là kéo ghế lên, hoặc là anh em có thể hạ xuống, kê lót một tấm này lên để chở đồ, mấy tạ gạo thoải mái. Tất cả đều rất là ok cho mọi người. Với giá chỉ có đó, anh em thấy đây, nó bị vừa lấy là mình mở nó không hết tầm. Đó, anh em đây. Đó, được chưa? Ok chưa? Rồi. Đây là phần gầm. Gầm bệ chiếc xe đây anh em thấy được. Gầm bệ chiếc xe thì khá là ok cho mọi người. Với cái giá thì chỉ có bao nhiêu ạ? 200 bao nhiêu? 35 triệu đồng kính điện này. Tất cả là rất là ok cho mọi người nhé. Ở đây nó có một phần Superbass, không biết là còn hoạt động hay không. Vẫn để nguyên đấy nhá. Các bạn mua thì em vẫn để đấy thôi, chứ không tháo ra làm gì cả. Cho dù nó hoạt động hay không hoạt động thì nó vẫn còn là của chiếc xe. Chứ đã quay lên rồi thì không có một cái gì, chi tiết gì có thể tháo ra để đổi hay là lấy đi được các bạn nhé. Đó, uy tín từ những cái vấn đề đồ đạc của chiếc xe. Nên các bạn cứ yên tâm một điều là như thế. Keo chỉ rất zin, rất ok, nội thất ghế da rất sạch sẽ và căng mọng luôn. Tất cả này, tất cả rất xịn sò, rất đẹp. Đó. Bỏ ra số tiền là 235 triệu đồng thì quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em đã sở hữu ngay cho mình một chiếc xe Kia Carzen 2000 bao nhiêu ạ? Kia Carzen 2010, số sàn 2.0, tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Xe đẹp và không có lỗi anh em nhé. Đây là phần màn hình, có cả cam lùi, có cả cam lùi. Trên đây thì nó sẽ có một cái cam hành trình ở trên gương như này. Đây anh em có thể đấy, đây cam hành trình cái cây xăng kia đó, anh em nhé. Và âm thanh thì có thể chỉnh ở trên đây cũng được anh em nhé. Rất là mát luôn, điều hòa khá mát luôn. Và phần gương của nó thì được gương cụp xòe, gương cụp xòe anh em nhé. Rất ok. Tất cả hệ thống kính điện của chiếc xe đều rất ổn định luôn. Trang bị hệ thống điều hòa tự động, auto, rất là đẹp, đúng không ạ? Có cả hộp để tay luôn, rất xịn sò luôn. Và nội thất thì rất ok, cửa sổ trời. Anh em có thể mở ra này, mở ra, đấy, mở ra, thấy chưa? Đóng vào, rất ok cho mọi người. Trần thì rất sạch sẽ và đẹp đẽ luôn, rất ok cho mọi người. Rồi chúng ta sẽ mở cái phần khoang máy chiếc xe lên để kiểm tra về máy gầm của chiếc xe, xem chất lượng máy gầm của nó như thế nào anh em nhé. Hệ thống đèn đóm của nó như thế nào, có chất lượng hay không, có đảm bảo để chúng ta đi đường hay không. Đèn đóm thì anh em không phải bàn rồi, rất là ok đúng không ạ? Đây là phần khoang máy của chiếc xe. Xe là trang bị động cơ DOHC16V. Vâng, DOHC16V rất sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Tất cả ở bên trong này còn rất là đẹp. Máy của này đã làm lại cái mặt toàn cò đồ như biết nhau này. Nói luôn là làm rồi từ năm 2010, chắc chắn là phải thay cái gioăng này rồi. Còn nó tất cả thì rất là ok cho mọi người. Nhưng sao là máy nổ êm, không có bị ngập nước, tai nạn hay đâm đụng vào cái phần khoang máy này. Đó, anh em phần chỉnh bên trong này rất đẹp không ạ? Chỉnh bên trong này rất đẹp luôn. Máy nổ cực kỳ êm luôn, 2.0 chạy cực khỏe luôn.
rộng rãi. Đó là một chiếc Kia Form dáng đẹp, sản xuất năm 2010, số sàn, máy 1.2.0 bản đủ. Đấy. Trang bị túi khí ABS đầy đủ luôn. Vậy thì những cái hàng bà con, cô bác, anh chị em nào có nhu cầu quan tâm về chiếc xe Kia Carrera 7 chỗ này thì hãy liên hệ ngay cho tôi đánh của tôi Hải Phòng qua số điện thoại 081 666 2386 và 0971 255 863. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người, cái hàng bà con, cô bác, anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.